Ôi cái cửa này nó bị gì vậy trời? Alo, nghe má Sáu ơi. Alo, con đang đâu vậy? Con mới vừa đi công chuyện với bạn về. Trời ơi, đi qua bên kia giao cháu dinh dưỡng liền kìa. Dinh dưỡng hả? Ừ, khách tới bút của bạn á. Sao gấp dữ vậy? Trời ơi, khách này khách quen. Anh nói nghe nè. Dạ. Người ta kêu là hả, cái gu của người ta là nữ sinh thanh lịch đó nha. Nữ sinh hả? Ừ. Là giống mấy nữ sinh Nhật Bản đúng không? Đúng rồi, Iku Yamate rồi đó. À, mà rồi, điện thoại đi. Má nhắn cho con địa chỉ đi. Rồi, gửi để má gửi Messenger chứ. Rồi, kêu khách đợi con xíu đi. Nữ sinh nữa. Ôi là trời, sao mà ăn cháo dinh dưỡng mà cũng đòi hỏi quá. Anh là anh Nguyễn Minh Chiến đúng không ạ? Ờ đúng rồi. Anh cho em vô trong được không ạ? Ờ. Dạ. Ờ, có gì không? Có gì nói đi. À, em bên má Sáu á. Ờ. Anh có kêu cháu dinh dưỡng đúng không? Ờ có. Dạ. Em tới đây. Ờ trời. Có kêu nhưng mà bà Sáu là lộn cái gì đó. Anh thích ăn cháu cháo tôm hay là cháo bột câu? Tức ăn cháo dinh dưỡng mà đưa ra cái này vô cho chết luôn à. Dạ, em cháo dinh dưỡng nè. Mà sao có đưa lộn qua đây làm gì vậy? Đưa lộn gì anh? Đúng mà. Không, tôi không ăn cháo cá hố chị ơi. À, cá hố gì anh? À, dạ. Không biết cá hố luôn hả? Dạ, không. Giờ mình lấy cái gương của mình soi để mình thấy cái đó. Má Sáu nói với em là anh thích gu nữ sinh. Rồi xinh chưa? Dạ rồi nè. À xinh dữ rồi đó hả? Dạ. Ê. Không ấy mình vô nha anh. Dạ. Sao vậy? Vậy nói với ba Sáu là nghỉ ăn cháo rồi. Nghỉ ăn hả? Ừ. Chuẩn bị đi vô nước biển tới tăng sông rồi. Là anh đang bệnh hả? Ừ, đang bệnh. Gì về đi. Không mấy có gì hồi không mấy anh có ăn muốn ăn cái gì vậy? Rồi anh gọi lại cho em. Nào ấy cho má Sáu ơi. Dạ. Xíu. Anh có đợi. Không. Xíu đi, chuẩn bị đi vô nước biển nè. Dạ. Bà nội thì mới đưa cái gì qua vậy trời? Giờ muốn tụ huyết áp kia. Ê. Anh là anh Quỳnh Hồng Thắm đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Ở đây cô chỉ xin bả dọn sạch sẽ cho nên đâu có cần vô đây phải dọn dẹp phòng đó đâu cô. Dạ không. Bên kia ta dọn hết rồi. Em và bên má Sáu. Đi qua. Má Sáu hả? Dạ, giao cháu dinh dưỡng. Má Sáu mua chè đó hả? Dạ. Anh là anh Quỳnh Hồng Thắm đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, cháu dinh dưỡng nha. Không rồi em đâu nhớ, đâu có kêu chị đâu. Dạ có, anh có chọn hình của em là anh kêu cháu dinh dưỡng á. Không, cái hình này nó khác lắm. Dạ không anh, em dùng kỹ thuật một xíu thôi à. Không, kỹ thuật này, cái hệ điều hành này là không mê rồi. Nói mình ra phòng nhé. Anh ơi, em lỡ tới rồi. Không có lỡ. Mấy mình gán mình là nhà lá cũng như nhà tường vậy đó anh. Mình gán xíu thì mình không được, nhà lá là nhà lá, mình là tường là nhà tường. Má Sáu nói là anh thích cái gu nữ sinh á. Không, tính ra là chưa nói với má Sáu cái gì luôn á. Ha, không. Rồi tính ra là mới nghe là lạc à. Chứ là chưa mới với nó. Má Sáu ơi, tôi nghe là lạc chơi nghe. Là chứ chưa có nói má Sáu cái gì luôn á. Bây giờ giao hai người gán nha. Tốt. Dạ. Anh thôi đủ rồi. Ở đây là cái phòng nó rất là sạch sẽ, nó rất là thơm rồi. Ai cũng nhập có đọc chuẩn bị nó có mốc mùi nè. Mà mình đi là nó sẽ có mùi thơm. Mình ở đây là nó bốc mùi lắm nha. Rồi đi nha lúc. Đi nha. Đi. Dạ. Rồi sao cũng đẹp mà ta. Không biết đẹp chỗ nào nữa. Về nhìn cái gương này. Mấy anh có suy nghĩ lên không anh? Không cần suy nghĩ luôn.
chạy mà đứng đây một hồi nữa là tôi phải đi chạy chương trình lại nữa, bạn lắm nhức đầu lắm. Em còn nhỏ. Thôi được. Chị đi giùm em. Chị nhìn cái layout của chị ra đi ha. Là em gặp là em nếu anh mà anh có suy nghĩ là anh gọi cho em nha. Ba tôi cũng có suy nghĩ nữa. Đi đi. Cảm ơn. Trời ơi, trời cái layout mà thiếu ứng với trời. Thua thiệt. Tính ra chưa nói gì với bà Sáu luôn. Rồi cháu dinh dưỡng ăn rồi. Rồi thôi. Mở cửa cho em không phải mày. Dạ. Em chào. Hả? Cái gì vậy? Dạ, thích chân dạ. Em có đi lộn phòng không? Dạ đâu có. Em bên má Sáu kêu qua nè. Má Sáu kêu qua hả? Dạ, cháu dinh dưỡng. Thôi vậy bà nội. Hôm nay thích ăn cháo bồ câu hay là cháo tôm? Thôi, dạ, thôi đi. Ủa sao tự nhiên đuổi em? Con cháu dinh dưỡng mà, cái này cái cháu gì rồi? Cháu hiệu hay là gì á? Alo má ơi. Cái gì vậy? Sao mà má kêu con qua phòng mấy phòng đó xong mấy ông không giận con vậy? Làm gì không nhận? Bộ mày làm không ok hay vậy? Trời ơi, thì theo đúng má nói luôn là cái gương nữ sinh nè, đi cái tông nữ sinh dịu dàng của Tiffany Mayweather rồi là Nhật Bản rồi đó. Trời con tốn 450 con mua cái đầm cái bộ đồ nữ sinh đó. Phải nữ sinh không? Phải. Con đi hot tóc rồi luôn rồi, giống như trang nữ sinh luôn. Mày mở cái cam cho tao coi cái coi. Mở con xíu. Nè, má thấy không? Trời đất, phải làm gì đụng mà bà nội cha mày ra. Mày đánh gì như con Annabelle vậy? Annabelle đâu má kêu con giống nữ sinh thì bữa nay con giống nữ sinh nè. Bà cố nội ơi, nữ sinh người ta hả? Tóc dài thì mày nít nè. Rồi mày đánh hai chục má hồng gì cho má lửa vậy? Thì cực này nha, tao giờ mày tao còn muốn ói nữa chi giờ mấy ổng. Ô, cho má nói vậy rồi lần đầu cũng làm nữ sinh mà. Ôi, bà cố nội ơi, chứ ngày nào hả khách tao bỏ cái mối luôn rồi. Mà tao tức với trời. Ồ, em cháu dinh dưỡng không mà lựa chọn quá trời luôn á. Ủa, cháu dinh dưỡng thì cháu dinh dưỡng chứ con, mình phải làm cho ok chứ. Con nhà có nói ăn gì không? Đuổi con về rồi. Rồi luôn, xong luôn. Chiến này đói luôn. Trời ơi, sao mày báo quá vậy trời? Báo đâu thì má kêu con làm vậy thôi. Thôi thì đi về giùm tao ông cá đi. Ôi, giùm má không? Không chịu, má kiếm ông cá đâu con đi. Trời ơi, ông nào nữa trời. Không chịu đâu. Đổi tốn 450 mua bộ đầm, 300 ngàn hớt tóc, rồi trang điểm chứ đi xe. Hồi nãy giờ đi xe 4 bận rồi hết 400 ngàn. Biết rồi, nhanh hoài, mình đi xuống bằng với tao đi. Nhanh nhanh. Rồi. Quá trời, quá đất mà bực mình gì đâu.